Xin chào tất cả các em, chúng ta cùng tiếp tục đến với phần Skills 1. Ở đây chúng ta sẽ đến với hai kỹ năng, đó là Reading and Speaking, kỹ năng đọc và kỹ năng nói cho em nhé. Number 1, work in pairs. Look at the pictures. Which event do you think happened at the Twins Day Festival? Hãy làm việc theo cặp, nhìn vào các bức tranh. Theo em thì những cái sự kiện nào, events là sự kiện nào sẽ xảy ra ở ngày hội sinh đôi. Rồi ở đây chúng ta thấy có A, double take parade, diễu hành song sinh đấy. Phần B, cheese rolling, là cuộn phô mai format, chạy theo cuộn format. Và C, talent show, ở đây là biểu diễn tài năng. Vậy nếu mà chúng ta nhìn bức ảnh A và C, chúng ta thấy hai nhân vật giống hệt nhau. Vậy đây chúng ta có thể lựa chọn là events. I think they are double take parade and talent show. Tôi nghĩ đó là hai chương trình double take parade and talent show. Ok. Rồi bây giờ chúng ta cùng chuyển đến phần tiếp theo. Now, quickly read the email below and check your answers. Bây giờ hãy nhanh chóng đọc cái email bên dưới và kiểm tra đáp án của bạn nhé. Đây là cái format của email. Email thì sẽ có from là người gửi, địa chỉ người gửi, to là địa chỉ người nhận và tiêu đề của email Amazing Dreams Day Festival, lễ hội ngày hội song sinh đấy. Rất là thú vị. Người nhận là bạn Nick và người gửi là bạn Mark. Bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung nhé. Hi Nick, my family and I arrived in Twinsburg a while 2 days ago. People here hold the Twins Day Festival every year. It happens on the first weekend in August. It's the largest gathering for twins in the world. Thousands of twins come from different countries. Nick, xin chào Nick. Gia đình của tớ và tớ đã đến Twinsburg, bang Ohio cách đây 2 ngày. Mọi người ở đây tổ chức ngày hội song sinh mỗi năm. Nó diễn ra vào cái ngày cuối tuần đầu tiên của tháng 8. Đó là sự tụ tập lớn nhất cho các cái cặp song sinh trên thế giới. Hàng ngàn cặp song sinh đến từ những quốc gia khác nhau. Yesterday morning, my twin sister and I joined the double take parade, a parade of twins. We wore uniforms and worked together. Then we saw a talent show. It featured singing, dancing, comedy, and other things. I loved the performance by the twins from Korea the most. Sáng hôm qua, chị sinh đôi của tớ và tớ đã tham gia vào cuộc diễu hành song sinh, một cuộc diễu hành của hai người sinh đôi. Chúng tớ đã mặc đồng phục và đi bộ với nhau. Sau đó chúng tớ cũng tham gia một cái show tài năng. Đặc trưng của nó bao gồm hát này, khiêu vũ này, kịch, hài kịch và những thứ khác. Tớ thích màn biểu diễn bởi cặp đôi đến từ Hàn Quốc nhất. This morning we ran in a fun run. We didn't win, but we had a lot of fun. This afternoon we took photos with twins from other countries. Sáng nay thì chúng tớ đã chạy trong cuộc thi chạy vui. Chúng tớ không thắng nhưng mà rất vui. Chiều nay thì chúng tớ chụp ảnh với các cặp đôi từ các quốc gia khác. This is one of the most exciting festivals I've been to. I'm getting sleepy, so bye for now. Best Mark. Đây là một trong số những lễ hội thú vị nhất mà tớ đã từng tham gia. Tớ buồn ngủ rồi. Vậy chào cậu nhé. Hẹn gặp lại cậu. Thân mến Mark. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy đến phần tiếp theo nhé. Number 2. Much is word from email in one with its meaning. Hãy nối các cái từ bức email 1 với nghĩa của chúng. Đây là một số cái từ mới và khó xuất hiện trong bài. Number 1, gathering ở đây có nghĩa là tụ tập, có nghĩa là tụ tập. Rồi, có nghĩa là tụ tập. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ nối với câu B, meeting, gặp gỡ, tụ tập. Number 2, featured. Ở đây là đặc trưng, có đặc trưng bao gồm cái gì? Và chúng ta sẽ chọn câu D, showed something as the most important part.
chỉ ra cái gì đó như là phần quan trọng nhất, đặc trưng. Number three, twins. Twins ở đây là sinh đôi. A, two children born to the same mother at the same time. Hai đứa trẻ sinh ra bởi cùng một người mẹ cùng lúc. Number four, performance. Performance là màn biểu diễn. Chúng ta sẽ nối với câu C. The act of entertaining other people by singing, dancing and playing music. Cái hành hoạt động, đúng nào? Cái hoạt động gọi là giải trí bởi những người khác bằng cách hát này, nhảy múa này, chơi nhạc vân vân. Bây giờ chúng ta cùng chuyển đến phần tiếp theo. Number 3, read the email again. Complete a sentence with no more than two words. Hãy đọc bức email một lần nữa. Hãy hoàn thành câu với tối đa là hai từ. Vậy mỗi câu thì chúng ta sẽ điền tối đa là hai từ thôi nhé. Câu số 1, people hold the festival in Twinsburg on their every August. Mọi người tổ chức lễ hội ở Twinsburg vào cái gì đó mỗi vào tháng 8 hàng năm đấy. Vậy đây chúng ta sẽ quay lên bức email. Chúng ta thấy ở đây là họ tổ chức vào on the first weekend, vào ngày cuối tuần đầu tiên, vào ngày cuối tuần đầu tiên. Vậy đây chúng ta sẽ điền là the first weekend. Tiếp theo number 2, there are twins from many. Có rất nhiều cặp đôi từ đâu? Để chúng ta sẽ tìm tiếp thông tin. There are twins from different countries, từ những quốc gia khác nhau. Different countries. Number 3, in the double take parade, twins in uniforms. Ở trong cái cuộc thi là diễu hành song sinh đấy, thì các cái cặp đôi mặc đồng phục, uniforms là mặc đồng phục giống nhau. Vậy thì chúng ta sẽ xem họ làm gì nhá. Walked together, mặc đồng phục giống nhau thì đi bộ với nhau. Walked together. Chúng ta sẽ chia nhá. Walked together. Number 4, Mark enjoyed the by the Korean twins the most. Mark thích cái gì đó biểu diễn bởi cái cặp song sinh Hàn Quốc nhất. Vậy đây chúng ta sẽ kéo lên tìm thông tin nhé. Đó là bạn ấy thích Korean, đây bạn thích the performance, cái màn biểu diễn. Vậy đây chúng ta sẽ điền performance. Number 5, Mark and his twin sister ran in the Mark và chị gái song sinh của mình thì chạy ở trong cái cuộc thi gì? Đây chúng ta kéo lên. Đó là in the fun run, cuộc thi chạy vui. Tiếp theo number 6, in his opinion, the festival was very. Theo ý kiến của cậu ấy thì lễ hội này rất là như thế nào? Chúng ta cần một tính từ các bạn nhé. Rồi, this is one of the most exciting festival I've been to. Đây là một trong số những cái lễ hội thú vị nhất. Vậy đây chúng ta sẽ điền từ exciting, một cái tính từ. Rồi, bây giờ chúng ta cùng chuyển đến phần tiếp theo, phần speaking, kỹ năng nói. Number 4, match the questions and answer about a festival someone joined. Hãy nối các câu hỏi và câu trả lời về một lễ hội mà ai đó đã tham gia. Ok, ở đây chúng ta có các câu hỏi. Number 1, what festival did you join? Bạn đã tham gia lễ hội nào? Vậy đây chúng ta cần tên lễ hội. Chúng ta sẽ chọn câu đi các em nhé. Câu đi. I joined hội mùa festival. Tôi tham gia lễ hội mùa. Rồi chúng ta chuyển đến câu 2, number 2. When did you join it? Vậy thì bạn tham gia khi nào và ở đâu? Chúng ta cần thời gian và địa điểm. Vậy chúng ta sẽ chọn câu B. I joined the festival in Phú Yên last March. Tôi đã tham gia lễ hội ở Phú Yên vào tháng 3 vừa rồi. Number B chúng ta sẽ đối với chữ. Tiếp theo number 3. Why do people celebrate it? Tại sao mọi người lại tổ chức celebrate it? Ok. Vậy chúng ta cần một cái lý do. Ở đây chúng ta sẽ chọn câu E. They celebrate it to thank
The Red Scout and Race for a Better New Crop. Họ tổ chức lễ hội mùa để cảm ơn vị thần lúa và cầu nguyện. Pray for là cầu nguyện cho vụ mùa bội thu hơn. Vậy đây chúng ta sẽ chọn câu Y. Tiếp theo, number 4, what did you do there? Vậy thì bạn đã làm gì ở đó? Mình cần một loạt hoạt động. Ở đây chúng ta sẽ chọn câu C. I watched people playing drums, sing traditional songs and dance. I also played traditional games with the children there. Tôi đã xem mọi người chơi trống này, hát những bài truyền thống này, khiêu vũ này, nhảy múa. Tớ cũng xem những cái trò chơi dân gian với trẻ con ở đó. Vậy chọn C. Number 5. Did you like the festival? Why or why not? Bạn có thích cái lễ hội đó không? Tại sao và tại sao không? Vậy chúng ta sẽ đối với câu A nhé. Yes, very much, because there was a lot to do. Có chứ, rất nhiều, bởi vì có rất nhiều thứ để làm. Rồi, bây giờ xin mời các em đến với number 5. Working pairs. Ask and answer about festival you and your friend joined. Using the questions in 4 SQs. Tell the class about the festival your partner joined. Làm việc theo cặp, hãy hỏi và trả lời về một lễ hội bạn và bạn của bạn đã tham gia. Sử dụng các câu hỏi ở bài 4 như là những cái gợi ý. Sử dụng những câu hỏi ở bài 4 như là những cái gợi ý. Rồi, sau đó hãy kể cho bạn của bạn về lễ hội bạn tham gia nhé. Rồi ở đây chúng ta hãy đến với phần làm việc theo cặp. Em có thể tham khảo gợi ý như sau. Chúng ta sẽ thiết lập thành một đoạn hội thoại giữa hai nhân vật nhé. Một bạn là đóng vai trò là bạn A, một bạn là bạn B. What festival did you join? Bạn đã tham gia lễ hội nào? I joined. Ở đây người ta hỏi quá khứ, từ did đúng không? Trợ động từ. Vậy mình sẽ chia động từ quá khứ. Từ này sẽ thêm BED. I joined Mid-Autumn Festival. Tớ đã tham gia dòng lễ hội trung thu. Where and where did you join it? Cậu đã tham gia ở đâu và khi nào? I joined the festival in the middle of the age lunar month in my hometown. Tớ đã tham gia lễ hội vào giữa tháng 8 âm lịch ở tại địa phương của tớ. Why do people celebrate it? Thì ở đây lại là một câu thì hiện tại đơn. Tại sao mọi người lại tổ chức nó? Đây là một cái lý do gọi là chúng ta bình thường thôi. Chúng ta sẽ chia thì hiện tại đơn. It's a chance for people to gather. Đó là dịp cho mọi người tụ tập. What did you do there? Cậu đã làm gì ở đó? I watched lion dances and ate mooncakes. Tớ đã xem múa sư tử và ăn bánh trung thu. Did you like the festival? Why or why not? Cậu có thích lễ hội đó không? Tại sao và tại sao không? Yes, I liked the festival much because it was funny and meaningful. Có chứ, tớ thích lễ hội đó rất nhiều bởi vì nó rất vui và có ý nghĩa. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ quay lại ôn tập lại tất cả các từ vựng xuất hiện trong bài học hôm nay nhé. Gathering, sự tụ tập. Truyền, danh từ sinh đôi. Performance, danh từ sự biểu diễn. Sleepy, tính từ buồn ngủ. Feature, động từ đặc trưng. Pray thì đi với giới từ for, có nghĩa là cầu nguyện cho điều gì. Bài học hôm nay của chúng ta Skills 1 kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong phần Skill 2.